Phường Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và giới thiệu với cả nhà, đây chính là mai cúc Tây Thi. Đây, mọi người thấy là cái lọc lá nó lên cái màu đỏ đỏ ha, rất là đẹp luôn. Rồi và đặc biệt nha, hoa của nó là cực kỳ xinh luôn cả nhà. Màu vàng phơm hoa thì nó khoảng 4 ngón tay em Quỳnh. Cánh hoa tươi ha, rất là đẹp luôn. Rồi, đây em cho cả nhà mình xem nè. Cây sinh trưởng rất là khỏe nha. Đó, cái cao tầm khoảng từ 40 bốn mấy cm luôn. Và loại này á, là cho hoa được rất là đẹp luôn cả nhà. Nó ít rụng nụ. Ít rụng nụ ha. Thì mọi người cũng có thể là có được vài cái nụ nè để mình test thử mặt hoa. Và chủ yếu là mình lấy bo làm giống luôn. Đó, rồi cây như thế này là 100.000 một cây. 3 cây em Huỳnh bao ship nha. 10 cây thì em sẽ tặng cho quý khách là một cây. Cây thì nó được đó chỉnh sửa uốn ắn như thế này nè cả nhà. Về thì mình có thể lấy ít bo ha, và mình có thể trồng đất được luôn nha. Rồi cây rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đa số á ghép cái gốc quấn rễ ha. Nó đế lò xo như thế này. Gốc ghép thì tầm khoảng cỡ là đầu bút bi cả nhà. Rồi, rất là đẹp luôn nha. Thì đây là cái giống mai cúc Tây Thi. Rồi em sẽ giới thiệu với cả nhà mình một loại nữa, đó là cúc Hoàng Đế. Thì cái cúc Hoàng Đế này quý khách ơi, là hoa của nó rất là to luôn. Phải nói là cái phơm hoa cực kỳ to. Cây này thì cứng cáp lắm nha. Cây này thì nó quấn đế lò xo luôn nè. Nói chung cây nào cũng quấn rễ quấn đế đó. Phơm hoa to lắm cả nhà. Lá nó cũng to nữa. Rồi cái loại này thì 100.000 một cây ha. Và 3 cây thì bên em Huỳnh cũng bao ship luôn. Một trong những cái giống mai mà phải nói là bông to và đẹp lắm cả nhà. Đây chính là cúc Hoàng Đế. Cúc Hoàng Đế ha. Mọi người thử sưu tầm một vài cây, cả nhà có thể lấy mỗi loại một cây ha. 3 cây em cũng bao ship. Mọi người thử sưu tầm những cái giống mới rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi bên đây là cúc Tư Long. Wow, có những cái đế rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Rồi, cúc Tư Long thì nó tương đối dài nha. Cái này mình lấy bò thoải mái luôn nè. Cúc Tư Long thì mặt hoa rất là đẹp. Tí em sẽ cho mình xem mặt hoa luôn nha. Rồi đây, thì bên đây nè em uống dây chỉnh sữa như thế này rồi nè. Đó, cúc Tư Long thì 70.000 một cây nha. 4 cây thì em mình bao phí, 10 cây thì em tặng một nha. Đây, cúc Tư Long mình có thể về mình lấy bo được nha cả nhà. Đó, cúc Tư Long. Rồi để em xem coi có mặt hoa không. Tạm thời thì không có mặt hoa cả nhà ơi. Đó, nhưng mà cúc Tư Long là nó ở phùng rất là đẹp luôn nha. Rồi quý khách nào muốn sưu tầm mai giống á thì cả nhà có thể liên hệ với Huỳnh ha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.